chào mọi người cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Adam Mobile mọi người mua máy thì liên hệ qua số zalo 0344 999 456 hoặc địa chỉ facebook fanpage là Adam Mobile Ok, bây giờ thì em giới thiệu chi tiết của máy một chục người Thứ nhất là con LG Q8 Con này IMEI của nó là 438 màn hàm một sim Bắn người là một triệu rưỡi nhá Nhưng con này thì zin nhưng mà bị sức giam khá là nhiều Vì là nó là lưng nhựa này, chủ cũ họ không dán nên là nó bị sức giam khá là nhiều nhá Viền thì viền kim loại nhá. Phần dưới này thì hơi xước móc một chút này Chỗ này là rắc cắm bút Nhưng mà cái bút của nó cũng bị mất rồi này Bên hông thì rất là đẹp nhá phần trên đầu đẹp Để con này thì mặc dù nó là lưng nhựa thôi nhưng mà viền kim loại nên là cầm nó cũng rất là đầm tay màn hình thì đẹp nhá, không có xước và cũng không có gì cả độ hiển thị con này thì cũng khá là rộng này con này thì nó sở hữu cái cấu hình RAM 4GB RAM 4GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB nhé nói chung là con này thì trong cái tầm giá tiền thì nó cũng cấu hình cũng khá là ổn giá là 1 triệu rưỡi mà sở hữu cái RAM 4 bộ nhớ 64GB nhé còn con này là con Samsung Galaxy Grand Max này con này máy bàn hàn một sim bán gọi là 700 nghìn nhé nâng nước các thứ thì zin không xước sát gì đâu nhưng mà hơi nứt nhẹ một chút ở chỗ phần chân tay nghe nhé viền viết thì đẹp nhé Đấy, con này thì lưng nhựa viền nhựa nhưng mà ngoại hình của nó thì còn khá là đẹp màn hình hơi sức ra một chút thôi nhưng mà hiển thị màn hình thì cũng còn rất là đẹp nhé đây này hiển thị này trang tinh không ám ố gì cả con này thì nó sở hữu cái da của nó là da 1,5 gb bộ nhớ trong là 16 gb nhé bán người là 700 trăm nghìn này Đấy, con này cũng là con Grand Max, con này thì nó cũng là máy máy bản Hàn một sim bán một người cũng là 700 đấy, hai con này nó tình trạng nó xem xem như nhau nên em bán bằng tiền nhau là 700 trăm nghìn nhé đấy nâng con này thì nó đẹp hơn nó không bị xước hay dạn nứt thì như con kia đấy, viền viếc thì cũng hơi xước móp nhẹ thôi đấy, màn hình thì cũng có một vài vết sức nhẹ thôi không không đáng kể gì đấy, hiển thị màn hình con này thì đẹp nhé không có ám ố gì cả và con này thì nó cũng sở hữu cái da của nó là da 1,5 và bộ nhớ trong của nó cũng là 16 sáu g nói chung là tình trạng thì nó xem xem nhau cùng một model nên em bán cùng một giá tiền là 700 trăm nghìn nhé còn con này là con Samsung Galaxy Watch này, con này máy bản Hàn một sim, bán người 800 nhá. Đấy, nâng nước các thứ thì zin và hơi sức nhẹ thôi, viền viếc cũng vậy nhá. biển con này nói chung là nâng nhựa, viền nhựa thôi nhưng mà nói chung nó chỉ có hơi sức nhẹ một chút thôi chứ không có bị bong chóc sơn hay là bị móp méo gì đâu. Màn hình thì đẹp, không có xước và cũng không có bị ám ố gì cả. À, con quýt này thì nó sở hữu cái ram của nó là ram 2 g rồi bộ nhớ trong của nó là 16 g đang uh, trượt con uh, Gran Max mắc kia sang con quýt này nó cảm thấy nó mượt hơn hẳn Đấy, một chút bằng giá thì nó chỉ hơn nhau có 100 trăm nghìn thôi còn con này là con uh, samsung g 500 con này IMEI của nó là 797 bản hàng sim bán là 700 nhá nâng thì zin nhưng mà hơi sức nhẹ một chút rồi viền viết thì cũng bị sức nhẹ thôi nhưng mà vẫn còn rất là bóng nhé con này cũng nâng nhựa, viền nhựa nhưng mà ngoại hình thì còn khá đẹp, màn hình thì đẹp nhé không có xước và cũng không có bị á mố gì cả con này thì nó là một con máy giá rẻ thôi nhưng mà sở hữu cái màn hình AMOLED nhé ừ. con mắt và con WIDTH kia thì vẫn là màn hình LCD nhưng mà con Z500 này thì nó là màn hình AMOLED rồi nhé để em tăng sáng cho mọi người AMOLED thì nó sẽ hiển thị cái độ màu sắc các thứ thì nó sẽ đẹp hơn so với những cái màn LCD à, con này thì nó cũng sở hữu cái RAM của nó là 1.5GB, bộ nhớ trong là 16GB nhé Z500, 700GB này đây con này cũng là con Z500. Con này IMEI của nó là 003, cũng là máy bản Hàn của ship bán nó cũng 700 000 nhá. tình trạng con này thì cũng như con kia thôi, nhưng với uh, viền nó hơi sức nhẹ một chút thôi. Đó, nó cũng rất là bóng, màn hình thì đẹp. Không có xước và cũng không có ám ố gì cả. Đấy. À, cũng sở hữu cái RAM 1.5GB, bộ nhớ trong là 16GB và về 700 000 nhá. con này là con uh, Z600, email của nó là 082, bản hàng một sim bán được 1 triệu tư nhé Máy màu tím này, lưng uh, viền thì nó cũng là nông việt nhựa thôi nhưng mà cũng bị xước móp nhẹ thôi nói chung là nó cũng không có những vết xước hay móp sâu nhiều nó chỉ có những vết uh, xước móp nhẹ thôi màn hình thì đẹp nhé Đó chỉ hơi sức nhẹ một tí tí thôi hiển thị thì nét căng không có một chút ám ối nào cả con này thì nó sở hữu cái ram um, của nó là da 3 ba ghi à, mọi người chờ chút em thử xem nào. em nhớ không nhờ bị da hai da ba gì đấy mọi người chờ chút nhé em thử xem xem nó là da hai da ba G600 này à, xin lỗi mọi người nó là sử dụng cái RAM của nó là RAM 2GB nhé và bộ nhớ trong của nó là 32GB Đấy, G600 con này nó cũng sở hữu cái màn hình AMOLED nhé Đấy, cả biển vân tay này Đấy. tất cả chức năng ok hết và cũng là 1 triệu tư máy màu tím mộng mơ nhé còn con này là con Samsung S5 này e IMEI của nó là 355 là hàng một xin bán người 650.000 nhé nước nước các thứ thì zin đẹp nói chung ngoại hình con này thì chỉ mỗi cái cái giòn cao su để nắp bên chân sạc phần chân sạc để trong nước thì nó bị đứt mất rồi thôi còn đâu thì viền viếc thì nó chỉ hơi xước nhẹ một tí ti thôi không có bị móc méo gì đâu màn hình thì đẹp nhá không xước và cũng không có bị á mố gì cả hiển thị rất là đẹp con này thì nó sở hữu cái ram của nó là ram 2 g s 5 thì nó sở hữu cái ram 2 g và bộ nhớ trong là 32 g nhé bản dung người là ba sáu trăm năm mươi nghìn còn con này là con S6 này IMEI của nó là 067 bản hàm một sim bán người 1 triệu ba nhé con này máy màu trắng đấy, lưng của nó bị chóc sơn rồi nên em lột hết sơn ra thì kính kính lưng này nó là kính lưng trong suốt nhé đấy, mọi người nhìn thấy rõ được hết pin này rồi mạch miếc các thứ của nó này. Đấy, vẫn vẫn còn sáng và rất là đẹp nhé đấy, viền viếc thì nói chung là nó chỉ hơi xước nhẹ mốc nhẹ một tí tí thôi không không đáng kể gì gần như là không có bị vết móp sâu nào cả Đó màn hình thì đẹp nhá không xước và cũng không có ám mố gì cả này, con này này hiển thị là trắng tinh thôi đây em thăng sáng cho mọi người xem này Đó, hiển thị rất là đẹp con này nó sở hữu cái da của nó là da 3 g và bộ nhớ trong của nó là 32 mươi g nhá cả biến vân tay chân sạc micro nhưng mà có hỗ trợ sạc nhanh nhá bán người là một triệu ba này còn con này là con a 71 này email của nó là 539 bản việt hay sim bán người là 3 ,9 triệu chín nhá nâng nước các thứ thì gì nhưng mà hơi nõm một chút ở chỗ này này Đấy, viền biết thì đẹp nhá gần như là không có vết móp méo nào cả màn hình thì không bị xước đâu nhưng mà tiếc cái là um, ám nhé con này thì ám cũng khá là nặng nó ám kiểu dạng ám hồng đều khá là nặng nhé con này thì uh, được cái cấu hình thì cũng rất là ổn ra của nó 8 g bộ nhớ trong của nó là 128 g màn hình tràn viền đục lỗ nhé con này thì màn ám cũng tương đối là lạ bản người là 3 triệu chín này một con này thì cũng là con A71 này email của nó là chín, cũng là máy bản Việt 2 sim bản người 4 triệu 2, 2 nhá con này thì ngoại hình thì đẹp keng rồi nâng đẹp viền đẹp không có xước có móp méo gì cả màn hình thì không xước nhưng mà bị ám nhé con này thì ám ở mức độ vừa vừa thôi Nói chung là so với con này thì nó ám nhẹ hơn rất là nhiều đây, mọi người nhìn này. đó hai con nó một trời một vực luôn đây em tăng sáng mắc sáng của hai con cho mọi người xem đây con này tăng mắc sáng rồi nhé con này cũng tăng mắc sáng luôn nhé họ thì đây mọi người nhìn này đó con ba triệu chín này nó ám nặng hơn rất là nhiều con này thì nó chỉ là ám nhẹ nhẹ một chút thôi gọi là ám vừa vừa thôi thì con này thì nó cũng sở hữu cái giam của nó là giam 8 g bộ nhớ trong của nó cũng là 128 trăm nhé bán người là bốn triệu hai con này cũng là con uh, a 71 mươi này e imei của nó sáu một chín bản việt hay sim bán người là bốn triệu bốn nhé con này thì ngoại hình đẹp kem rồi nưng zin đẹp viền đẹp bóng nhoáng luôn không có một tí vết nào cả đấy, màn hình cũng đẹp nhé không có một vết xước nào cả đấy, con này thì nó cũng ám nhưng ám cực kỳ nhẹ nhé, ám siêu nhẹ luôn nếu mà nhìn qua cam thì gần như là không thấy đây em sẽ cho mọi người xem về con này đấy, con này nó còn ám nhẹ hơn con kia nhưng mà con này nó còn ám nhẹ hơn rất là nhiều gần như là không ám rồi đây mọi người nhìn này đấy như con này thì còn nhìn thấy cái vệt ám hồng hồng này Như con này thì gần như là không thấy mờ lắm nhìn qua cam khó thấy lắm ám siêu nhẹ nhé con này thì gần như là không ám rồi nếu mà ví dụ như mọi người mà đây em tăng đây con này tăng mắc sáng rồi nếu như mọi người mà không sành sỏi thì, thì gần như là sẽ không bao giờ biết được con này nó đã ám thì vì ám siêu nhẹ con này chúng ta thì xếp vào không ám được rồi con này thì nó sở hữu cái RAM của nó là RAM 8 ghi và bộ nhớ trong là 128 ghi nhé bán người là 4, ,4 triệu 4 này còn con này là con S7E này email của nó là 838 bản hàng một sim bán người là chín trăm nghìn nhé nâng nước các thứ thì gì nhưng hơi sức nhẹ một chút thôi Đấy. Đấy, viền viếc thì cũng xước nhá nó cũng bị xước móp nhẹ thôi nói chung con này thì viền con này thì bị sước giam nhiều Đấy, màn hình thì bị vỡ kính này nó có một đường vỡ kính ở đây vỡ ở góc này này Đấy, nứt ra đây và có một đường nứt kính kéo dài xuống đây thôi họ thì nó chỉ có mấy đường nứt kính như vậy thôi vân tay con này thì cũng bị chóc sơn rồi nhưng mà vẫn cảm biến vân tay các thứ ok nhé hiển ừ. thị màn hình thì cũng hơi ám một chút thôi nhưng mà tiếc nhất là hai cái đốm một cái đốm ở đây và một cái đốm ở góc này đó, hai đốm cũng tương đối là to một chút đây. À, cảm ứng các thứ thì nó anh canh đao đó Đấy. tất cả kể cả như ở, ở mép cong hay là chỗ hai vị trí hai cái đốm đều cảm ứng mượt mà ok nhé Đấy. cảm ứng rất là mượt mà không vấn đề gì cả tất cả chức năng đều ok đó. nó chỉ có cái là nó vỡ kín với hai đốm một chút thôi thì em bán thực ra giá 900 ngày nghìn này thì nó xem xem mấy cái giá main của nó thôi con này thì nó sở hữu cái da của nó là ram 4 g và bộ nhớ trong của nó là 32 mươi g nhé Đấy. nói chung sps thì nó chạy cũng khá là mượt mà rồi để chơi một số số tự game thì nó vẫn còn rất là mượt Đấy. chân sạc micro nhưng mà có hỗ trợ sạc nhanh nhé Đấy. nói chung là tất cả chức năng ok hết mượt mà Đấy. chỉ có Thật ra cái đốm ấy, ví dụ để như nền mình cài cái để về nền trắng thì mình mới nhìn thấy cái việc đốm thôi nhưng ví dụ để như thế này thì gần như là không có thấy đốm biệt... không thấy đốm điếc gì cả Đấy. nó vẫn rất là ok đúng không bán người 900 nghìn nhé ra cái đốm ở cái dòng màn OLED này tức là màn cong của Samsung ấy nó là dòng màn OLED thì nó sẽ không mở loang được trừ khi là mọi người làm vỡ này vỡ vụn chỗ hai chỗ đốm này ra xong là tì vào thêm đực thêm vào thì nó mới có thể loang thêm chứ còn mọi người dùng bình thường thì nó sẽ không mở loang được nhé cam kết là không bao giờ tự dưng nó loang được trừ khi là mọi người làm rơi vỡ xong là tì đè vào cái vết đốm ấy thì thôi thì nó mới loang ra thêm thôi còn không thì không bao giờ loang được nhé đặc điểm của cái màn OLED là như vậy. Còn con này cũng là con S8 Plus này, IMEI của nó là 114 màn hàn một xin bán gồm 1 triệu 9 nhé. Nhưng con này thì đã thay mới rồi này, đấy, nên là rất là bóng đẹp, không có bị xước sát gì cả. Viền viết thì nói chung là nó chỉ hơi bị xước móp nhẹ một chút thôi. Đó, con này thì ngoại hình là đẹp hơn so với con S7 rất là nhiều. Con này thì kính đằng trước là thay rồi này, bởi vì là nó bị vỡ kính nên là nó mới uh, bị đốm. cái này là em uh, cài mật khẩu em test qua máy thôi. Uh, test qua vân tay cả biến mất mắt các thứ đấy thì phải cài mật khẩu Uh, con này thì nó bị vỡ kính nó bị đốm nên là con này kính đằng trước đã thay rồi nhé đây này đó uh, cái vết uh, vỡ nó bị tì vào cái phần màn nó làm đốm ở phần góc này ra như con này thì nó, nó đốm góc rồi nó rất là duyên nhưng con này thì cái đốm ở góc bên tay phải này là đốm to nhất thôi còn đâu nó, nó cũng có ba cái đốm nữa nhưng mà đốm rất là nhỏ thậm chí nếu mọi người không để ý thì sẽ không thấy được phải để ý thì mới thấy đây em sẽ cho so về nền trắng tinh mọi người mới nhìn thấy đây đây nó có một cái đốm chấm như đầu chấm kim này đây. đây là đốm chấm như đầu tam này đây và đây một cái đốm nhỏ ở chỗ góc bên này nữa này đó là tổng là một hai ba ba đốm nhỏ và một đốm to nhé còn cảm ứng thì rất là mượt mà à, cảm ứng này gần như là không có bị chết bất cứ một cái điểm cảm ứng nào cả à, cảm ứng cực kỳ là mượt mà nhé à, tất cả chức năng đều ok hết cám kia các thứ đều ngon lành mình đào và màn hình con này hiển thị thì rất là đẹp nó trắng tinh gần như là không có bị ám như con s kia đâu đó màn hình, hình hiển thị rất là đẹp đó. mọi người um... Ví dụ mọi người uh, mua thì mọi người có thể đây vào phần cập nhật phần mềm này, mọi người cập nhật lên cái phiên bản Android uh, tầm 9.0 rồi thôi. Thì nó vào trong cái phần cài đặt màn hình này thì nó sẽ có một cái um, phần là bật chế độ màn hình ban đêm ấy thì tức là nó sẽ chuyển về cái nền cái nền trắng này nó chuyển về nền đen thì gần như là những cái vết đốm này nó sẽ không không bao giờ nhìn thấy được Bởi vì con này thì đang chạy cái phiên bản đây em phải vào xem nào. nó đang chạy phiên bản Android 8.0 thôi mọi người nâng lên tầm 9.0 thôi là nó có cái uh, phần cài đặt uh, chuyển chế độ màn hình về ban đêm ấy thì nó sẽ chuyển hết tất cả cái nền trắng thành nền đen thì mình sẽ không bao giờ nhìn thấy được những cái vết đốm này còn thực ra về đốm thì chỉ có ở nền trắng mình nhìn thấy thôi đây này này nhìn nó cũng rất là bình thường rất là mượt mà và con này thì nó cũng sở hữu là cái da của nó là da 4 g bộ nhớ trong là 64 mươi g nhé cực kỳ là mượt mà nhé và s 8 Plus thì nói chung là nó cũng là một trong những con flagship đặc cấp một thời của samsung rồi con này con S9 Plus này, mây của nó 983 bản hà một sim, bán người là triệu tư nhá. Nhưng con này thì đã là thay rồi nhá, bởi vì nó là thay một cái lưng zin của một con máy khác nhá, chứ không phải lưng của Trung Quốc đâu. nên là nó cũng rất là bóng đẹp và khít nhá, bởi vì nó lưng zin chính hãng mà. viền viếc thì nói chung là nó chỉ hơi xước móp nhẹ một chút thôi. Đó. Màn hình thì đẹp nhá. Con này nói chung là màn hình con này thì nó cũng có bị ám, nhưng ám nhẹ thôi, không không đáng kể đi. Con này thì xếp vào không ám được rồi. Đây tăng sáng cho mọi người xem rồi, đây này. Mọi người nhìn qua cam thì gần như là không thấy gì đâu. À, nó hơi ám nhẹ mờ một chút thôi, đây này là phần dưới này, hơi hồng hồng một tí tí thôi, không không đáng kể gì cả. Ờ à, nếu mà muốn nói nói chung là mọi người mà không không nhìn ra như em thì em nhìn mãi thì mới thấy được cái cái vẹt ám như vậy thôi. Còn lâu gần như mọi người nếu mà dùng thì mọi người sẽ không bao giờ phát hiện được cái độ ám của con này cả nó ám siêu nhẹ luôn, gần như là con này thì sẽ và không ám được rồi con này thì nó sở hữu cái ram của nó là ram 6g bộ nhớ trong của nó là 64g nhé ram 6 bộ nhớ 64 s9 plus thì nó cũng rất là mượt mà rồi Đấy, màn hình con này thì đúng là nhìn rất là đẹp nhé Để, to và rộng đẹp s9 plus 2 cam này cả biến vân tay này đời s9 plus thì nó s8 plus thì nó 1 cam thôi s9 plus thì nó đã nâng cấp camera rồi cảm biến vân tay các thứ nó cũng thiết kế hợp lý hơn rồi nói chung đến đời S9 thì nhìn nó đẹp hơn khá là nhiều à, bán thuốc này là 3 triệu tư nhá thì, à, trên đây là những máy hôm nay em bán cho mọi người thì mọi người làm máy gì thì cứ nhắn qua zalo số 0344 999 466 giúp em nhá ok cảm ơn mọi người nhá chào mọi người